Cô nói thật với con, cô không bao giờ cô nghĩ là cô lại có một người con dâu như vậy. Cô không bao giờ cô nghĩ là người ấy lại có những cái suy nghĩ mà như thế về cô. Cũng cảm ơn Vi. Tôi nói Vi nghe, người ấy rước tôi về nhà làm dâu đúng không? Rước vào nhà đàng hoàng. Rồi có gì không vừa lòng thì bảo lên phòng để dạy dỗ. Thì nói thẳng mặt nhau đi. Làm gì mà phải nhắn đằng sau lưng mà nhắn cho một người thứ ba để nói xấu về mình. Thì Vi thấy người ấy có được không? Bây giờ nè, Vi cô hỏi thật con nha. Dạ. Con đã đọc hết tất cả tin tức của gọi là cả người ấy và cả cô gửi cho con đúng không? Dạ. Thì con thấy trong chuyện này á, là cô đúng hay là người ấy đúng? Bởi vì cô nói thật với con á, mẹ chồng mà hiền quá thì con dâu nó thành bà dâu rồi. Vậy là bây giờ con được phát biểu rồi đúng không? Đấy, thế người ấy vừa bảo gì? Bây giờ á, theo khách quan của con mà con nói á, con thấy ai cũng đúng mà ai cũng sai hết trơn á. Trời ơi, thôi thì bây giờ á, mình muốn nhà cửa êm ấm, dĩ hòa vi quý với nhau thì mỗi người bớt lời chút, rồi nói hết tâm tư tình cảm ra, rồi giảng hòa với nhau. Vậy là nhà cửa vui vẻ hết rồi mà. Nha. Ủa, bây giờ á, là cô phải mở lời trước hả? Ủa, dù sao cô là mẹ mà. Trời đất ơi, tự dưng con bảo cô phải xuống nước, sao mà cô không lẽ cô xin lỗi người ấy à? Con phải giữ sĩ diện cho cô chứ. Cô nói cho con biết, cô đồng ý tiếp xúc và gặp mặt. Còn cái chuyện mà cô mà phải mở lời trước để mà xin lỗi xin phải không có đâu. Vi. Hả? Vi vừa phải thôi. Tại sao mà Vi lại có thể chơi cái trò mà ném đá dấu tay như thế? Làm sao mà nó có thể chuyển cái tin nhắn của tôi mà gửi cho người ấy, rồi lấy tin nhắn người ấy chửi cho tôi, làm thế chả khác nó đốt nhà, mà đốt tôi còn gì nữa. Em nói thiệt với chị, bây giờ hai người giận nhau nha, mà em thấy hai người không có đáng thương đâu. Em chỉ thấy anh Tú là người đáng thương nhất thôi đó. Một bên là mẹ nè, một bên là vợ. Trời ơi, bây giờ không có bên ai được hết á. Không lẽ chị không thương anh Tú, không có nghĩ cho anh Tú hả? Thì có thương thì, nhưng mà cái tự ái nó cao lắm. Cũng là mẹ chồng, mẹ anh Tú, mình nhường lời một chút kia. Hồi nãy cô Lan nói cô Lan chấp nhận tiếp xúc và nói chuyện với chị, đó coi như là cô Lan mở đường với chị rồi còn gì. Nhá. Trời, con nhìn mẹ mắc cỡ quá. Mẹ thấy gì nè, bây giờ mẹ con mình hiểu nhau quá rồi thì tất cả những cái chuyện gì á mà mình có thể bỏ qua được thì mẹ con mình nên bỏ qua, đúng không? Chính xác. Con cũng thấy bây giờ trong nhà có mỗi hai người phụ nữ với nhau, chả lẽ lại không thể nói chuyện được với nhau, đúng không? Mình phải yêu thương nhau chứ, sao lại vì có mỗi một người đàn ông mà tự nhiên ghét bỏ nhau với nhau đi một người. Đúng rồi. Mình đi shopping đi. Con thấy lâu rồi cô với lại chị Nhã không có đi shopping. Bây giờ con cũng đang muốn mua sắm, bữa giờ hết quần áo mặc rồi. Con đi, con mua cái băng đô cột giống mẹ. Không, mẹ thấy như vậy nè Nhã. Đúng là cái siêu thị gần nhà mình á, họ đang có cái họ mới nhập về cái bò Úc đó con. Dạ, bò Úc. Mình đi mình mua về, xong rồi á mình làm cái món mà gọi là gì đó, áp chảo đúng không? Chảo mà nó có tiết á, nó còn tiết á con, Trời, thằng Tú nó thích cái đó lắm đó con. Ừ, con này nó cũng ngon lắm. Nhưng mà mẹ biết không, anh Tú bây giờ đang bị bệnh ý. Nếu mà ăn nhiều thịt bò quá, anh ấy sẽ bị hút đấy. Con, dạ. Mẹ nói con nghe nè, nó đang bệnh thì nó phải bồi bổ. Tại vì nó bồi bổ thì nó mới có sức khỏe. Nó có sức khỏe thì nó mới đề kháng được với các loại bệnh. Đúng, con công nhận không? Dạ, dạ. Mẹ ơi, nhưng mà cái khoa học người ta chứng minh là khi mà cơ thể đang bệnh, bây giờ mình bị cảm nhẹ thì mình chỉ ăn những cái đồ để mình có thêm một suất vitamin, chứ không phải là có thêm quá nhiều. Vitamin. Khoa học người ta chứng minh rồi mà. Nó là con của mẹ, mẹ biết. Sao mà con đâu phải mẹ nó đâu mà con cứ cãi mẹ không à? Đúng rồi, cãi nhau lớn lên đi, cãi lớn lên đi. Chia sẻ trên mạng cộng đồng cho người ta bình luận chơi gì cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu nè, cãi đi. Con có thôi cái điện thoại đi không? Em bị điên à? Tự nhiên anh mang chuyện của nhà mình trưng ra cho thiên hạ biết.
anh lạ lùng. Anh ra đây, em bảo nhá. Mẹ bảo là mẹ sinh ra anh đúng không? Thế nhưng mà từ lúc anh lấy em thì ai là người có công nuôi và dạy anh một số điều hay lẽ phải? Nó ăn nói gì mất dạy với sợ luôn, con thấy không? Nó dạy chồng nó đó, mà trong khi nó ở chung với lại cô đó, hai vợ chồng nó ở chung với cô. Quán cà phê này á, nuôi vợ chồng tụi nó thì từ ngày này qua tháng nọ đó. Thôi bây giờ nín đi đừng có nói nữa. Bây giờ nè, con cho mẹ biết một cái điều thôi. Giữa mẹ và vợ con chọn một trong hai đi. Để bây giờ mẹ hỏi như thế rồi anh chọn đi. Mẹ. Con bây giờ chỉ có được quyền một trong hai thôi, mẹ và vợ. Nào anh chọn đi. Anh không chọn ai hết. Con quyết định từ đây trở đi con sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Hai người muốn chăm sóc cho con, yêu thương con mà cãi nhau cái kiểu đó sao không chịu nổi. Mọi người muốn làm gì thì làm đi. Cái thằng này hết nói rồi. Nó nói nó không chọn mẹ thì thôi còn chấp nhận được. Bây giờ con nghe nó nói nó không chọn vợ luôn. Vậy có nghĩa là nó ăn phải bùa mê thuốc lú của con nhỏ nào rồi. Nó bỏ con đó. Mà thà như thế đi con còn đỡ tức. Mày hiểu không? Vì con cũng là người ngoài, con không đẻ ra anh ý. Mà trong khi mẹ là người sinh ra anh ý, nuôi dạy anh ý cho đến giờ phút này lớn như thế kia, để cho con được hưởng. Mà bây giờ anh ấy bảo là anh ấy không cần cả mẹ, anh ấy không chọn mẹ, thì anh là cái loại gì? Ừ, thì cái mẹ cũng nổi điên, nó ghê, nuôi nó tới giờ phút này là cuối cùng nó là như vậy đó, con coi được không? Rồi cuối cùng bây giờ làm sao? Bây giờ mình đi shopping đi. Ừ. Mình chứng tỏ cho người ta thấy mình cũng chả cần người đâu. Ừ. Không mua bò luôn. Không, không cần nữa. Mình lấy tiền đó mình đi shopping, mình mua quần áo đẹp. Mua cho con cái băng đồ giống con mẹ. Con mua cái băng đồ cuộc sống hết mẹ. Đi xong mình làm tóc luôn. Và mình không có cho ai mình cản bước hết, chỉ có hai phụ nữ đúng. Chúng ta đi thôi. Hai mẹ con mình thôi. Đi mua đi. Mẹ chồng nàng dâu nhà này khó hiểu quá.